nay mình đặt một cái con lân mini shipper mang đến đây. Em bóc thử anh ơi. Ờ đúng rồi. Em bóc thử anh ơi xem nào. Chú lân mini các bạn nha. Bao tiền em nhỉ? 383.000. Đấy, rất là đắt. Đoàn mình mà sản xuất được thì bán rẻ cho các bạn. Đây là đang nhập về để làm cái mẫu và chọn chỗ nào rẻ nhất mua để phục vụ các bạn yêu lân sư rồng. Đấy, đấy xem nào. Đấy, chú lân mini đây. Mình đặt chú lân vàng, màu vàng hợp với mình. Màu vàng với màu xanh. Đấy, không, họ không làm đuôi cho mình mà chỉ có đầu thôi. Đấy, bằng khuôn bằng nhựa. Bên trong họ nhét cái giấy vào cho đỡ bị vỡ. Lông rồi là lông hóa học chứ không phải lông kiều. Mình mua là để làm khung là chính các bạn ạ. Đấy, cái khuôn khuôn là chính. Các bạn đón chờ xem đoàn mình sản ra những cái mẫu lân như thế này nha. Nhưng mà chất lượng hơn là lông lân bằng lông kiều. Và có thêm đuôi. Đây họ không bán đuôi cho mình. 300 cả ship là 383. Shipper đây. Cảm ơn mọi người. Mọi người nhớ đón những cái sản phẩm mới của đoàn mình ra nha.